Sử dụng dịch vụ tại bên em không ạ? Tắm xong là cảm nhận là mình nó bật tông lên liền luôn, rất là ưng ý luôn. Mà mấy bé nhân viên ở đây nhiệt tình lắm, chị rất là ưng, rất là chịu. Dạ, và sau khi mình tắm xong thì chị cảm nhận là da của mình sáng và mịn lên đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, thì nếu như mà chị Khánh có bạn bè, khách hàng quen biết thì người thân thì chị Khánh có thể giới thiệu cho bên em. Thì bên em vẫn trong một tuần khai trương đầu tiên thì vẫn có chương trình là bốc thăm trúng thưởng tặng xe máy kèm theo là túi sách và nước hoa. Thì cảm ơn chị Khánh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại Mỹ Quyền Quốc tế ICA ạ. Chúc Thẩm Mỹ Viện Quốc tế ICA khai trương hồng phát nha. Dạ, cảm ơn chị Khánh rất là nhiều nha. Chị em hãy đến đây trải nghiệm cái dịch vụ ở đây rất là ưng ý luôn. Từ nhân viên cho tới cái không gian, rồi máy móc rất là hiện đại.
thẩm mỹ viện ACA sẽ là điểm đến của em trong thời gian sắp tới. Quý khách hàng mình đang quan tâm về các dịch vụ là chăm sóc da, điều trị da cũng như là phun theo thẩm mỹ, cũng như là mình đang có nhu cầu làm thì mình hãy đến trực tiếp với Mỹ viện Quốc tế ACA nha.